Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Sống Khỏe và Sống Tốt. Nội dung chia sẻ hôm nay sẽ bao gồm 3 nội dung chính như sau. 1. Hai đặc sản khiến người Việt dễ mắc bệnh đại tràng. 2. 4 món hút canxi càng ăn xương càng mềm như xốp. Và 3. Món ăn đại bổ cho người bị viêm xơ gan. Sau đây, xin mời quý vị lắng nghe nội dung đầu tiên. Hai đặc sản khiến người Việt dễ mắc bệnh đại tràng. Thưa quý vị, ước tính hiện nay có 4 triệu người Việt mắc bệnh đại tràng, cao gấp 4 lần tỷ lệ trung bình trên thế giới. Nguyên do người Việt dễ bị bệnh chủ yếu là do ăn uống, mà cụ thể là những món đặc sản tưởng ngon, bổ nhưng lại âm thầm đầu độc hệ tiêu hóa. Khi ăn uống, hãy cẩn thận hai món sau. 1. Nộm và gỏi sống. Hiếm có quốc gia nào đa dạng các loại gỏi và nộm như Việt Nam. Dùng nhiều rau sống khiến món ăn này có vẻ lành mạnh, nhưng thực tế nó là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh viêm loét và nhiễm trùng đại tràng. Có hai nguyên do. Một là các món tái, sống thường đi kèm rất nhiều gia vị với mục đích giảm mùi tanh, diệt khuẩn. Song, khoa học đã chứng minh gia vị chua cay đều không có tác dụng giết được vi khuẩn trong thịt sống. Ngược lại, nó còn gây kích ứng niêm mạc dạ dày và đại tràng. Nếu ăn nhiều và thường xuyên, dễ gây viêm loét rồi phát triển thành ung thư lúc nào không hay. Thứ hai, như đã nói, các món tái đều chứa nhiều vi khuẩn và ký sinh có hại. Mới ăn thì không sao, nhưng nếu kéo dài sẽ gây viêm nhiễm mãn tính ở khu vực đại tràng, cũng dễ phát triển thành ung thư. Hai, các loại bánh quẩy rán. Dầu mỡ là kẻ thù số 1 của đại tràng, vì nó là chất khó tiêu hóa nhất. Nếu ăn thường xuyên sẽ khiến đại tràng quá tải, dễ xuống cấp và nhiễm bệnh. Mà các loại bánh quẩy rán là thực phẩm nhiều dầu mỡ số 1. Chúng thường phải chiên ngập dầu để tạo độ giòn, bên trong lại rỗng ruột nên càng hút dầu mỡ hơn nữa. Người Việt có thói quen ăn bánh quẩy kèm phở, bún, miến vào buổi sáng, làm đại tràng thường xuyên trong trạng thái quá tải ngay từ đầu ngày, khiến nguy cơ viêm loét càng tăng cao. Theo các chuyên gia nội khoa, người khỏe mạnh lẫn có sẵn bệnh đại tràng đều nên kiêng 3 thứ: gia vị cay nóng, dầu mỡ và đồ sống. Ngoài ra, để đỡ bệnh thì nên thay đổi thực phẩm hàng ngày sao cho thanh đạm và dễ tiêu. Thịt thì nên ăn cá, thịt gà bỏ ra, lợn nạc, lòng trắng trứng. Rau củ nên chọn loại rau có lá xanh, bí đao, hạn chế các loại khoai. Đồ uống thì nên chọn nước lọc, nước trái cây tươi, nước bí đao hoặc nước sâm. Phải kiêng trà, cà phê, sữa bò và những đồ uống có tính kích thích khác. Để nối tiếp chương trình, xin mời quý vị lắng nghe nội dung tiếp theo. Bốn món hút canxi càng ăn xương càng mềm như xốp. So với các nước châu Á, người Việt có chiều cao lẫn sức khỏe xương khớp tương đối thấp. Dù uống nhiều sữa nhưng tình trạng không quá cải thiện. Nguyên do nằm ở chế độ dinh dưỡng. Trong đời sống hàng ngày, có nhiều món ăn nhiều sẽ âm thầm phá xương, khiến trẻ con khó cao lớn, người lớn dễ loãng xương. Cụ thể là 1. Cà phê. Cà phê có nhiều lợi ích với tim mạch. Nếu dùng vừa phải sẽ chữa được bệnh, còn uống quá nhiều sẽ làm xương mềm xốp rất nhanh. Cà phê có chứa rất nhiều caffeine. Việc hấp thụ quá nhiều caffeine vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi, đồng thời nó cũng đẩy nhanh quá trình mất canxi. Điều này là do caffeine có tính kích thích, không chỉ giữ cho trung khu thần kinh của con người luôn ở trong trạng thái hưng phấn mà còn thúc đẩy quá trình co mạch. Sau khi mạch máu co lại, lượng nước tiểu trong cơ thể sẽ tăng lên, canxi trong đó cũng tăng lên và bị đào thải ra bên ngoài. 2. Thực phẩm chứa mỡ động vật. Thực phẩm chứa mỡ động vật phổ biến nhất trong bữa ăn hàng ngày là thịt mỡ, mỡ lợn, da động vật, đặc biệt là da lợn, gà hay vịt. Bản thân những thực phẩm này có hàm lượng canxi thấp và nhiều chất béo. Hơn nữa, lớp mỡ dưới da chứa rất nhiều cholesterol, axit béo. Nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến quá trình mất canxi và còn là thủ phạm gây bệnh tim mạch, béo phì. 3. Thịt đỏ.
Thông thường, sau tuổi 35, cơ thể sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái mất canxi. Nhưng nếu bạn có chế độ ăn quá nhiều thịt, quá trình này sẽ đến sớm hơn rất nhiều. Lý do là vì hấp thụ quá nhiều protein, phốt pho trong thịt gây áp lực cho toàn bộ cơ thể, ảnh hưởng đến việc hấp thụ canxi và đẩy nhanh quá trình mất canxi. Các chuyên gia khuyến nghị một người không nên ăn quá 100g thịt đỏ mỗi ngày và nên chọn thịt tươi thay vì chế biến sẵn để đảm bảo sức khỏe. 4. Thực phẩm quá mặn. Đây là một trong những lỗi thường mắc nhất, đẩy nhanh việc mất canxi trong cơ thể, khiến nhiều người dù có bổ sung bao nhiêu vẫn gặp vấn đề thiếu canxi. Ăn quá mặn trong thời gian dài có thể dẫn đến cơ thể hấp thụ quá nhiều natri. Nếu natri vào cơ thể quá nhiều sẽ làm tăng lượng canxi trong nước tiểu. Sau đó canxi sẽ bị đào thải ra ngoài nhanh hơn bình thường. Kết quả, dù có ăn bao nhiêu đồ giàu canxi, bổ khớp chắc xương thì người vẫn yếu ớt do là vậy. Vì vậy, sau 35 tuổi thì nên hạn chế ăn mắm, muối và gia vị. Điều này không chỉ giúp xương chắc khỏe, người dẻo dai mà còn ngừa nguy cơ cao huyết áp. Để nối tiếp chương trình, xin mời quý vị lắng nghe nội dung tiếp theo. Món ăn đại bổ cho người bị viêm, xơ gan. Thưa quý vị, bệnh gan là nỗi nhức nhối trong thời đại ngày nay. Cứ 10 người thì hết 2 đến 3 người không viêm gan mãn tính thì có nguy cơ men gan cao, thậm chí xơ gan. Nguyên do bệnh chủ yếu từ lối sống và thói quen ăn uống bừa bãi mở ra. Vì vậy, bệnh cũng có thể trị bằng đường ăn uống, mà hạt đu đủ là một trong số đó. Hạt đu đủ thường bị vứt đi, nhưng đó lại là vị thuốc quý. Theo lương y Bùi Hồng Minh, Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, từ trăm năm qua, người ta đã dùng hạt đu đủ để giải độc gan, chữa viêm và xơ gan cùng nhiều bệnh phổ biến như táo bón, run sán, viêm khớp. Tây y cũng chứng minh hạt đu đủ thực sự có thể giảm bệnh gan cùng nhiều chứng bệnh nan y khác, cụ thể như sau. 1. Giải độc gan, giảm viêm và xơ gan. Hạt đu đủ thường được xem là một phương pháp điều trị tự nhiên hiệu quả cho bệnh xơ gan và giải độc gan một cách tổng thể. Do hạt có chứa chất papain, có tính kháng khuẩn và tái sinh tế bào cực tốt. Phương pháp được khuyến nghị là nghiền khoảng 10 hạt khô trong máy xay hạt tiêu hoặc cối. Sau đó, bạn trộn chúng với một thìa súp nước cốt chanh rồi uống kèm với một cốc nước lọc. Dùng liên tục như thế một tuần rồi nghỉ 3 ngày. Sau đó tiếp tục kéo dài ít nhất 6 đến 8 tuần. Ta sẽ thấy tình trạng xơ gan cải thiện. Bài thuốc này cũng hỗ trợ hạ men gan cao, khống chế virus viêm gan B và C. Với người khỏe mạnh, muốn thải độc gan định kỳ, chỉ cần dùng một thìa hạt đu đủ tươi, rang khô, xay nhuyễn, dùng như hạt tiêu. Mỗi tuần ăn một thìa này sẽ giúp giải độc gan cực tốt. 2. Chữa đau xương khớp, viêm khớp mãn tính. Đặc tính kháng khuẩn của hạt đu đủ cũng giúp chữa khớp rất tốt. Cách dùng rất đơn giản, đem hạt đu đủ rang với muối biển, ngải cứu cho thơm, bỏ vào túi chườm và massage trên các vùng đau nhức. Mỗi ngày nên thực hiện một lần trước khi đi ngủ, duy trì đều đặn để thấy bệnh cải thiện. 3. Tẩy run, ngừa sán, thải độc đường ruột. Enzyme papain trong hạt đu đủ cũng có tác dụng diệt run sán cực tốt. Mỗi tháng ăn 2 đến 3 lần là cách tẩy run tự nhiên mà hiệu quả. Đồng thời đào thải hết vi khuẩn, bào tử và sán viêm lắng đọng trong ruột do quá trình ăn uống. Mỗi lần ăn, dùng một thìa đu đủ trộn với mật ong, ăn dần trong ngày. Mật ong vừa có tác dụng làm giảm vị đắng của hạt đu đủ, vừa tăng hiệu quả diệt ký sinh trùng, bảo vệ đường tiêu hóa về lâu dài. Thưa quý vị, nội dung trên cũng đồng thời khép lại chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy bổ ích, đừng ngại like, chia sẻ và theo dõi kênh Sống Khỏe và Sống Tốt để chờ đợi những video hữu ích hơn trong tương lai.